Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Đông Nhi chính thức hạ sinh con gái đầu lòng, ông Cao Thắng xúc động gửi lời nhắn nhủ đến vợ. Mới đây trên trang cá nhân, ông Cao Thắng chính thức thông báo Đông Nhi đã hạ sinh con gái đầu lòng. Theo như nam ca sĩ tiết lộ thì cô công chúa chào đời lúc 19 giờ 7 phút, nặng 3,6 kg. Anh cũng gửi lời cảm ơn Đông Nhi và nói yêu cô rất nhiều. Chào mừng con gái yêu cùng bọ cạp của ba. Con chào cô chú, con chào đời vào lúc 7 giờ 7 phút. Ngày 26 tháng 10 năm 2020 nặng 3,6 kg. Cảm ơn vợ nhiều lắm, vợ đã làm thật tốt rồi, yêu vợ thật nhiều. Những hình ảnh ông Cao Thắng hồi hộp đứng trước phòng sanh của Đông Nhi. Trước khi vào phòng sinh, Đông Nhi gây chú ý khi đăng ảnh ông Cao Thắng đi mua xôi cho mình. Thương anh chồng nhà mình, vợ bảo hơi thèm thôi nhưng phải chở, xuôi chở ngược đi mua cho bằng được. Thương để đâu cho hết đây. Được biết, ông Cao Thắng đã chọn một bệnh viện quốc tế 5 sao cho Đông Nhi hạ sinh con gái. Loại phòng tổng thống có giá khoảng 1.000 đô một ngày. Đông Nhi và ông Cao Thắng kết hôn vào tháng 11 năm ngoái sau 10 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng tại Phú Quốc với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ Việt, được dân mạng ví von là đám cưới thế kỷ. Sau khi về chung nhà được 5 tháng, vào tháng 4 năm 2020, Đông Nhi công khai niềm vui làm mẹ. Trong giai đoạn bầu bí, cô được ông xã, nhà chồng hết mực yêu thương. Hạnh phúc của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Họ cũng được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz Việt. Tháng 10 này rất đặc biệt đối với Đông Nhi, bởi cô không chỉ đón tuổi mới mà còn đón con đầu lòng chào đời. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.